Thầy chào các em. Ở tiết học trước, thầy đã giới thiệu về chủ đề một, định luật ôn. Và khi đã áp dụng định luật ôn ở trong bài học, thì cái đoạn mạch chỉ có một điểm trở R, và cho nên công thức rất đơn giản là Y bằng U chia R. Vậy, nếu ta xét một đoạn mạch gồm nhiều hơn một điểm trở, ví dụ như một cái đoạn mạch gồm hai hoặc ba điểm trở, và cái đoạn mạch đó có thể là mắc nối tiếp hoặc mắc song song với nhau, thì cường độ dòng điện và hiệu điện thế được tính như thế nào, hoặc nói rõ hơn là cường độ dòng điện áp dụng theo định luật ôm sẽ được vận dụng như thế nào vào hai đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song. Thì cái chủ đề hai hôm nay thầy muốn giới thiệu cho các em về những đặc điểm về cường độ dòng điện, về hiệu điện thế, cũng như việc áp dụng định luật ôm cho đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch mắc song song. Thì trong cái chủ đề này thì lần lượt ta sẽ xét từng nội dung. Nội dung thứ nhất là cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch có đặc điểm gì. Nội dung thứ hai, điện trở tương đương của đoạn mạch. Thứ ba là vận dụng và một cái ví dụ mẫu trong mỗi đoạn mạch. Thì đầu tiên, nội dung thứ nhất là ta xét đoạn mạch mắc nối tiếp. Thì đây là một cái đoạn mạch mà hồi lớp 7 em đã học rồi. Và trong cái đoạn mạch nối tiếp ở lớp 7 thì các em cũng đã xét đến cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp. Thì thầy nhắc lại kiến thức ở lớp 7. Thì ta nhìn cái sơ đồ này. Ở sơ đồ bên trái là đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp. Và khi người ta tiến hành làm thí nghiệm, người ta mắc ampere kế xen vào đoạn mạch ở vị trí 1 hoặc là vị trí 2 hoặc là ở vị trí 3, và khi đóng khóa thì lúc này số chỉ ampere kế khi mắc ampere kế ở vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3 đều như nhau. Từ đó người ta đã rút ra được kết luận là cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm. Một cái đặc điểm thứ hai là nếu người ta dùng một cái vôn kế, người ta mắc vào hai đầu đoạn mạch, tức là mắc vào giữa hai cực của nguồn điện, thì cái vôn kế này nó sẽ đo được hiệu điện thế của cả đoạn mạch mắc nối tiếp. Và người ta dùng một cái vôn kế mắc song song với đèn một thì nó sẽ đo hiệu điện thế của đèn một, người ta ký hiệu là U1. Một vôn kế mắc song song với đèn 2, ta ký hiệu là U2. Hiệu điện thế là U2. Và hiệu điện thế của đoạn mạch là U. Và từ kết quả thí nghiệm, người ta thấy rằng hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp thì bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn. Và có một cái hệ thức là U bằng U1 cộng U2. Thì ta thấy là ở hai cái hệ thức này, Y bằng Y1 bằng Y2, U bằng U1 cộng U2, thì các em phải chú ý về cái tên gọi, về cái ý nghĩa của từng đại lượng. Thì cái đoạn mạch bây giờ không phải là một điểm trở như trong chủ đề 1, mà cái đoạn mạch này nó gồm hai đèn, hoặc là đoạn mạch có hai điểm trở, thì ta phải nhớ ý nghĩa của từng ký hiệu. Y ta gọi là cường độ dòng điện qua đoạn mạch. U ta gọi là hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. I1, I2 là cường độ dòng điện qua mỗi đèn. U1, U2 là hiệu điện thế của mỗi đèn. Thì bây giờ nếu như thay thế đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp
bằng một cái đoạn mạch gồm hai điểm trở R1, R2 mắt tối tiếp. Vì sao? Như vậy đối với đoạn mạch gồm hai điểm trở R1, R2 mắt tối tiếp thì người ta cũng làm thí nghiệm như trường hợp hai đèn mắt nối tiếp, và người ta cũng rút ra được kết luận là cường độ dòng điện có giá trị như nhau và hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch nối tiếp thì bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi điện trở. U1 là hiệu điện thế của R1, U2 là hiệu điện thế của R2 và U là hiệu điện thế của đoạn mạch. Như vậy là ta đã nói được hai tính chất về cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch mắc nối tiếp. Thế thì ngoài hai tính chất này ra thì người ta còn đưa ra được một cái tính chất nữa, thì ta xem câu C2 trong sách giáo khoa chứng minh rằng đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc nối tiếp thì hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỷ lệ thuận với điện trở đó. Tức là ta phải chứng minh được cái hệ thức U1 trên U2 bằng R1 trên R2. Thì ở đây thì ta nhớ cái dạng hệ thức liên quan đến hai đại lượng tỷ lệ thuận. Ở đây là hiệu điện thế mỗi điện trở, như vậy là U1, U2. Mà hiệu điện thế này tỷ lệ thuận với điện trở đó thì cái vế bên phải của mình phải theo thứ tự giống như bên trái là R1 trên R2. Nếu mà ta đổi thành R2, U1 trên U2 bằng R2 trên R1 thì là sai. Đã, em nhớ cái đó. Đã. Thì bây giờ muốn chứng minh hệ thức này thì ta sẽ áp dụng định luật ô cho mỗi điện trở. Đối với điện trở R1 thì ta viết đúng thứ tự I1 bằng U1 chia R1, và với R2 thì ta cũng viết đúng thứ tự là I2 bằng U2 chia R2. Thì cái việc mà áp dụng định luật ôm cho R1, R2 vân vân thì em phải chú ý có nhiều em viết sai thứ tự, ví dụ như là I1 bằng U1 chia R2 là sai. Thầy nhắc như thế. Rồi. Sau khi ta áp dụng định luật ôm cho R1, R2 và do đặc điểm là cường độ dòng điện I1 bằng cái I2 là mạch nối tiếp, như vậy ta cho hai cái vế phải này bằng nhau, U1 trên R1 bằng U2 trên R2, và để ra ra được cái hệ thức cần chứng minh thì em chỉ việc chuyển vế, người ta mang cái U2 xuống rồi em đẩy R1 lên, như vậy ta có hệ thức cuối cùng là U1 trên U2 bằng R1 trên R2. Đó là một cách. Cách thứ hai thì ta có thể lập luận theo định luật ô. Thầy giới thiệu với em thêm cách này. Đầu tiên, em viết cái công thức định luật ô ra, I bằng U chia R, và em suy ra U bằng I nhân R. Thì em nhìn bên cái vế phải, nó có hai cái đại lượng. Thì trong hai cái đại lượng này, cái đại lượng I là cường độ dòng điện, và trong đoạn mạch mắc nối tiếp thì I nó có giá trị bằng nhau. Như vậy xem như là y không đổi, từ đó ta suy ra được u tỷ lệ thuận với r. Mà nếu u tỷ lệ thuận với r thì giống như ở chủ đề 1, ta có y tỷ lệ thuận với u thì ta cũng suy ra được u1 trên r1 bằng u2 trên r2, hay là u1 trên u2 bằng r1 trên r2. Thì đó là một cái cách em lập luận theo được ô và em chứng minh được cái hệ thức. Như vậy là ta đã nói đến hai đặc điểm cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp. Giờ ta sang cái đặc điểm thứ ba là điểm trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp. Về khái niệm điểm trở em đã học rồi, nhưng mà tại sao người ta lại đưa ra khái niệm điện trở tương đương? Vì em biết một cái đoạn mạch không phải chỉ có một điện trở mà thường thì có nhiều điện trở mắc với nhau. Ví dụ ở nhà mình trong một phòng
Trong một căn hộ thì có nhiều thiết bị được mắc với nhau. Như vậy, khi tính cường độ dòng điện trong một cái đoạn mạch gồm nhiều điện trở, nhiều thiết bị thì nó sẽ trở nên phức tạp. Vì thế, người ta mới đưa ra một cái khái niệm là điện trở tương đương để đưa từ một cái đoạn mạch nhiều điện trở thành một cái đoạn mạch đơn giản hơn. Thì các em nhìn cái sơ đồ. Thí dụ ta có một cái đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc nối tiếp nhau. Bây giờ người ta sẽ đưa cái đoạn mạch này về một cái đoạn mạch chỉ có một điện trở. Và chắc chắn khi ta áp dụng luật Ohm để ta tính thì cái đoạn mạch một điện trở nó vẫn đơn giản hơn. Đó là lý do người ta đưa ra khái niệm điện trở tương đương. Nhưng mà về ý nghĩa thì thế nào là điện trở tương đương? Người ta chú ý cái đặc điểm này. Điện trở tương đương, ta ký hiệu là R tương đương của một đoạn mạch là điện trở có thể thay thế cho đoạn mạch này sao cho với cùng hiệu điện thế thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch vẫn có giá trị như trước. Thầy nói rõ hơn về cái khái niệm này. Thí dụ ở trong cái sơ đồ thứ nhất, hiệu điện thế của đoạn mạch U bằng 6 V, cường độ dòng điện Y có đoạn mạch bằng 1 A. Như vậy ta sẽ thay thế R1, R2 bằng một cái điện trở thành cái sơ đồ ở bên phải nha. Nhưng khi ta thay thế thì phải đảm bảo điều kiện là hiệu điện thế của đoạn mạch mới cũng phải bằng 6 V và cường độ dòng điện qua đoạn mạch qua cái điện trở ta thay thế cũng phải bằng 1 A. Thì điện trở ta thay thế gọi là điện trở tương đương. Ý nghĩa tương đương là như thế. Thì bây giờ ta làm sao để xác định được mối quan hệ giữa điện trở tương đương với điện trở R1, R2? Ta sang phần 2 là các em sẽ thành lập cái công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp. Ở sơ đồ bên trái là đoạn mạch gồm R1, R2 mắc nối tiếp. Ở sơ đồ bên phải là đoạn mạch gồm có điện trở R tương đương và điện trở thay thế cho R1, R2. Thì ta tìm cái mối quan hệ giữa R tương đương với R1, R2. Thì ta sẽ áp dụng luật Ohm cho mỗi sơ đồ. Đối với sơ đồ thứ nhất thì ta có U1 bằng I1 nhân R1 và U2 bằng I2 nhân R2. Như vậy ta đang áp dụng luật Ohm cho R1, R2. Mặt khác, ta lại có hiệu điện thế U bằng U1 cộng U2 do hai điện trở này mắc nối tiếp. Ta sử dụng tính chất thứ hai ở phần trước. Và các em sẽ thay thế U1, U2. Như vậy ta thay U bằng U1 ta thay bằng I1, R1. U2 ta thay bằng I2, R2. Và một đặc điểm do I1 bằng I2 bằng I. Như vậy khi ta thay vào thì ta sẽ đặt I ra ngoài làm thừa số chung. Như vậy trong ngoặc ta còn lại là R1 cộng R2. Ta gọi đây là hệ thức số 1. Bây giờ ta chuyển sang cái sơ đồ bên phải là cái sơ đồ mà ta đã thay thế R1, R2 bằng điện trở tương đương. Và ta cũng áp dụng luật Ohm cho đoạn mạch này. U bằng I nhân cho R tương đương. Và nhớ là theo ý nghĩa của điện trở tương đương thì U và I ở cái đoạn mạch thứ hai cũng giống như U và I ở đoạn mạch thứ nhất. Từ 1 và 2 em so sánh cho hai vế bằng nhau và em rút gọn cái Y. Thì ta sẽ suy ra được R tương đương bằng R1 cộng R2. Phần thí nghiệm kiểm tra thì thầy thông qua và ta rút ra được một kết luận quan trọng, đó là điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp bằng tổng các điện trở thành phần. Và công thức
là R tương đương bằng R1 cộng R2. Như vậy đến đây thì ta đã học được bốn công thức. Thì thầy nhắc lại. Công thức thứ nhất là Y bằng Y1 bằng Y2. Công thức thứ hai là U bằng U1 cộng U2. Công thức thứ ba, U1 trên U2 bằng R1 trên R2. Và công thức thứ tư, R tương đương bằng R1 cộng R2. Thì trong cái bài này nó đến bốn công thức. Thì ta muốn làm bài tập thì em phải thuộc công thức, và đặc biệt là phải thuộc tên gọi, ý nghĩa các đại lượng trong công thức. Ta sang phần 3 la mã vận dụng. Cho mặt điện có sơ đồ như hình vẽ. Thì trong sơ đồ này ta thấy mặt điện gồm có cầu chì, mắt nối tiếp với khóa K, nối tiếp với đèn 1 và đèn 2. Câu hỏi thứ nhất, khi công tắc K mở, hai đèn có hoạt động không? Vì sao? Em trả lời và ta phải giải thích được. Thì rõ ràng em thấy khi K mở thì hai đèn sẽ không hoạt động, tức là mạch thở ở ngay cái khóa, và khi mạch thở thì không có dòng điện đi qua, cho nên là đèn 1, đèn 2 không sáng. Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn có hoạt động không? Cầu chì bị đứt mặc dù công tắc K đóng. Đứt nghĩa là gì? Nghĩa là không có dòng điện đi qua cái dây chì trong cầu chì. Vậy như vậy là mạch điện cũng bị hở và hai đèn không hoạt động. Khi công tắc K đóng, dây tóc đèn D1 bị đứt, đèn D2 có hoạt động không? Và cũng giống như hai trường hợp trên, bóng đèn bị đứt, tức là dây tóc đèn bị đứt, mà dây tóc đèn bị đứt thì không có dòng điện chạy qua dây tóc đèn, và mạch điện cũng bị hở ngay tại bóng đèn D1. Vì thế đèn D2 không hoạt động. Hoặc là ngược lại, nếu đèn D2 bị đứt dây tóc thì đèn D1 cũng không hoạt động vì mạch cũng bị hở tại đèn D2. Nói tóm lại, qua cái ví dụ này thì người ta muốn nhấn mạnh một điều là gì? Là trong một đoạn mạch mắt nối tiếp, khi mạch điện bị hở ở bất kỳ vị trí nào thì các thiết bị điện đều không hoạt động. Hay các thiết bị muốn hoạt động thì nó phải phụ thuộc lẫn nhau. Ta qua câu C5. Cho hai điện trở R1, R2 bằng 20 ô. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch. Thì câu này thì các em dễ dàng áp dụng công thức R tương đương của đoạn mạch này, thì ký hiệu là R12 bằng R1 cộng R2 và bằng 40 ôm. Và như vậy là ta đã thay thế R1, R2 bằng R12. Mắc thêm R3 bằng 20 ôm vào đoạn mạch trên thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? So sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần. Bây giờ đoạn mạch mới mặc dù có 3 điện trở R1, R2, R3 nhưng em thấy là ta đã thay thế R1, R2 bằng điện trở R12. Như vậy điện trở tương đương sẽ bằng R12 cộng R3 bằng 40 ohm cộng 20 ohm bằng 60 ohm. Và ta mở rộng, nếu trong đoạn mạch mà có 3 điện trở mắc nối tiếp thì điện trở tương đương của đoạn mạch gồm nhiều điện trở mắc nối tiếp sẽ bằng tổng các điện trở thành phần. Nếu có 4 điện trở thì em cộng thêm R4. Và qua cái hệ thức này thì ta nhận xét về điện trở tương đương với điện trở thành phần về cái giá trị. Thì rõ ràng do R tương đương bằng tổng R1, R2, R3 vì thế điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp luôn lớn hơn điện trở thành phần.
Một cái ví dụ để các em biết cách trình bày trong một cái động mạch mạch nối tiếp. Cho động mạch gồm hai điểm trở R1 20 ohm và R2 mạch nối tiếp. Biết hiệu điện thế hai đầu động mạch luôn không đổi và bằng 12V. Hiệu điện thế hai đầu R2 bằng 7,2V. Câu A, tính cường độ dòng điện qua động mạch. Và câu B, tính giá trị điện trở R2 và điện trở tương đương của động mạch. Thì ta đọc kỹ cái đề bài thì các em phải biết người ta cho yếu tố gì. Hiệu điện thế hai đầu động mạch luôn không đổi và bằng 12V, như vậy đó là U. Và hiệu điện thế hai đầu R2 người ta nói rất cụ thể, như vậy 7,2V là của cái U2. R1 bằng 20 ohm, U bằng 12V, U2 bằng 7,2V. Câu A, tính cường độ dòng điện qua đoạn mạch. Và câu B, tính giá trị R2 và điện trở tương đương. Thì ta biết muốn tìm cường độ dòng điện qua đoạn mạch thì ta nhớ lại I bằng I1 bằng I2. Và các em sẽ áp dụng định luật ôm. Nhưng mà thì nhắc lại lần nữa, khi áp dụng định luật ôm phải đúng thứ tự. Thì ở đây đề bài cho R1. Như vậy em muốn áp dụng định luật ôm cho R1 thì phải biết thêm U1. Thì em mới dùng định luật ôm để tính được cái y. À, vì thế bước đầu tiên là ta đi tính hiệu điện thế hai đầu R1. Thì ta dựa vào công thức U bằng U1 cộng U2. Từ đó ta suy ra U1 bằng 12 trừ cho 7,2 bằng 4,8V. Rồi, bây giờ ta sẽ tính cường độ dòng điện qua R1. Vì ta vừa tính xong cái U1, nhưng mà ta lại biết trong động mạch mắc nối tiếp cường độ dòng điện có giá trị như nhau. Như vậy ta ghi một cái lời giải là cường độ dòng điện qua R1, và em kèm thêm một ý nghĩa nữa là cường độ dòng điện này cũng là cường độ dòng điện qua đoạn mạch. Cho nên thầy viết tắt là cường độ dòng điện qua R1 hay qua đoạn mạch. I bằng I2 bằng I1. Và ta sẽ tính cái I này theo cái I1 bằng cách áp dụng định luật ôm cho R1 bằng U1 chia R1 bằng 0,24 A. Như vậy đến câu B là tính giá trị R2, thì em nhìn lại tóm tắt U2 ta có rồi và I2 ta vừa tính, như vậy là áp dụng công thức tính điện trở R2. R2 bằng U2 chia I2 bằng 30 ohm. Và tính điện trở tương đương thì ta dùng công thức ta vừa học. R tương đương bằng R1 cộng R2. Kết quả bằng 50 ohm. À, đây là một cái ví dụ về cách vận dụng trong cái bài tập và vận dụng định luật ôm, vận dụng các tính chất, các công thức của động mạch nối tiếp. Thì ta chú ý về cái cách trình bày. Bây giờ ta tiếp sang một cái nội dung thứ hai, đó là đoạn mạch song song. Cũng giống như ở đoạn mạch nối tiếp, thì đầu tiên ta cũng nói đến cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song. Thì ở kiến thức cấp 7 thì nhắc lại, trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mạch song song, cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ. I bằng I1 cộng I2. I ý nghĩa là cường độ dòng điện qua mạch chính. I1, I2 là qua các mạch rẽ. Cường độ điện qua các mạch rẽ. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch thì bằng hiệu điện thế hai đầu mỗi mạch rẽ. U bằng U1 bằng U2. Và hai đặc điểm này
cũng được áp dụng đúng đối với toàn mạch gồm hai điểm trở R1, R2 mạch song song. Này, bây giờ ta xét cụ thể về cái đoạn mạch gồm R1 và R2 mạch song song. Các công thức 1 và công thức số 2 đều áp dụng đúng nha. Thì ta quan sát cái sơ đồ này. R1, R2 là hai điểm trở mạch song song. Hai điểm trở mạch nối tiếp là hai điểm trở mạch thành dãy liên tiếp nối liền nhau. Còn hai điểm trở mạch song song là hai điểm trở mà chúng được nối chung với nhau ở mỗi đầu. Tức là mỗi đầu R1 và R2 được nối chung với nhau ở điểm này. Bên đây R1, R2 được nối chung với nhau ở điểm này. Đó. Vai trò của mạch kế và vôn kế trong sơ đồ. Thì trong sơ đồ này R1, R2 được mắc song song. Anh đã kế đo cường độ dòng điện trong mạch chính. Còn vôn kế thì đo hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở. Và đồng thời vôn kế này cũng mắc vào hai điểm nối chung của R1, R2. Như vậy nó đồng thời đo được hiệu điện thế của mỗi điện trở. Này, bây giờ ta nhìn kỹ sơ đồ thì đóng khóa. Bây giờ em nhìn cái chiều dòng điện mà thầy vẽ. Dòng điện đi từ cực dương, tức là đi từ điểm A theo cái mũi tên. Dòng điện này có cường độ là I. Và dòng điện này đi qua em bề kế. Rồi khi đến cái điểm này, điểm nối chung của R1 hay R2, dòng điện chia làm hai nhánh. Và ta gọi là hai mặt rẽ đó, là I1 và I2. Và từ cái điểm này, I1, I2 lại hợp lại. Và dòng điện trở về cực tâm, ta có ký hiệu là I. Như vậy, I là cường độ dòng điện qua mạch chính. Qua mạch chính là dòng điện nó đi từ cực dương đến các điện trở, hoặc là dòng điện trở về cực âm. Đó. Chúng ta nhìn kỹ sơ đồ để ta nhớ cái mạch chính và mạch rẽ. Còn cái I1 và I2 là cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ. Thì ở đây là hai mạch rẽ. Còn nếu là ba mạch rẽ là thêm I3 vô thôi. Như vậy là em đã phân biệt mạch chính nha, và mạch rẽ. Thế thì ở đoạn mạch nối tiếp thì không có mạch chính, mạch rẽ. Cho nên là khi ta làm bài tập, ta nói là cường độ dòng điện qua đoạn mạch, qua R1, qua R2, ở mạch nối tiếp đều có ý nghĩa như nhau. Nhưng mà ở mạch song song thì ta phải nói rõ cường độ dòng điện qua đâu. Qua R1 hay là qua R2 hay là qua mạch chính. Nó khác nhau. Bây giờ ở câu C2, hãy chứng minh rằng đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở thì tỷ lệ nghịch với điện trở đó. Tức là chứng minh hệ thức số 3. Thì ở đây thầy cũng vừa nói, khi mà ta muốn viết hệ thức hay đại lượng tỷ lệ thuận thì nó phải đúng thứ tự. U1 trên U2 bằng R1 trên R2, có nghĩa là U tỷ lệ thuận với R ở công thức ở bài mặt nối tiếp. Nhưng mà ở đây người ta nói cường độ dòng điện tỷ lệ nghịch với điện trở. Như vậy mà cường độ dòng điện này qua đâu? Qua mỗi điện trở. Như đây là I1, I2. Như vậy khi ta viết I1 trên I2 thì bên kia phải là R2 trên R1. Đó là tỷ lệ nghịch, nằm chéo nhau. Như vậy ta cũng áp dụng định ôm cho R1 trên R2. Vì R1 và R2 mắc song song nên là có U1 bằng U2. Em dùng được ôm sẽ ra được là I1 R1 bằng I2 R2. Rồi em chuyển về thì ta sẽ suy ra được I1 trên I2, ta mang I2 xuống thì bằng R2 trên R1. Về điểm trở tương đương
Hãy chứng minh công thức tính điểm trở tương đương của động mạch gồm R1 và R2 mắc song song. Công thức này là 1 phần R tương đương bằng 1 phần R1 cộng 1 phần R2. Và từ công thức này ta suy ra R tương đương bằng R1 nhân R2 chia R1 cộng R2. À, tức là ta biến đổi từ công thức số 4 thành công thức số 5. Tức là ta quy đồng mẫu số. Về khái niệm điểm trở tương đương của động mạch mắc song song, ở đây thì không nhắc lại. Vì khái niệm điểm trở tương đương ở động mạch mắc nối tiếp cũng áp dụng đúng trong trường hợp động mạch mắc song song. Người ta nhìn cái sơ đồ. Đây là hai cái động mạch. Động mạch thứ nhất là động mạch gồm R1 và R2 mắc song song. Động mạch thứ hai là R tương đương, là điểm trở thay thế cho R1, R2. À, như vậy, ta sẽ áp dụng luật Ohm để ta chứng minh công thức vừa rồi. Áp dụng luật Ohm cho điểm trở R1, R2 ở sơ đồ thứ nhất. Ta có I1 bằng U chia R1, I2 bằng U chia R2 và I bằng U chia R tương đương. Ở đây, hiệu điểm thế U là bằng nhau, là hiệu điểm thế đoạn mạch bằng hiệu điểm thế mỗi một lẻ. Rồi cường độ dòng điện của mạch chính là I bằng I1 cộng I2. Ta thay số, ta thay công thức vào. I bằng U1 chia R1 cộng U2 chia R2. Và ta cũng ghi lại ở sơ đồ thứ hai là I bằng U chia cho R tương đương. Từ 1 và 2 với U1 bằng U2 và bằng U. Y bằng, ta thay bằng U chia R tương đương. Rồi I1, I2 kem thay bằng U chia R1, U chia R2. Ta thấy là tử số đều là U ở hai vé. Ta rút gọn được cái U. Thì ta suy ra được 1 phần R tương đương bằng 1 phần R1 cộng 1 phần R2. Rồi ta quy đồng mẫu số. Thì ta được công thức số 4. Và ta kết luận, đối với động mạch gồm hai điểm trở mắc song song, nghịch đảo điểm trở tương đương bằng tổng nghịch đảo các điểm trở thành phần. Một phần R tương đương ta gọi là nghịch đảo điểm trở tương đương bằng tổng nghịch đảo các điểm trở thành phần. Và nếu chỉ có hai điểm trở R1, R2 mắc song song thì từ công thức số 4 ta suy ra R tương đương bằng R1 nhân R2 chia R1 cộng R2. Về cách áp dụng công thức tính R tương đương thì về nguyên tắc thì em có thể dùng công thức số 4 hoặc là công thức số 5 để tính R tương đương. Nhưng mà xét những trường hợp cụ thể thì việc áp dụng đúng công thức phù hợp thì em sẽ giải bài toán nhanh hơn. Thầy nói ví dụ, khi mà tính R tương đương biết R1, R2 ở công thức số 4 thì em viết công thức số 4 ra rồi em thay số vô và kết quả ở bên phải đó là một tổng của hai phân số. Thí dụ như là ta tính được 1 phần R tương đương bằng 1 phần 6. Thế thì tổng hai phân số. Và trước khi đi đến R tương đương bằng bao nhiêu ohm thì ta phải nghịch đảo lại. 1 phần R tương đương bằng 1 phần 6 suy ra R tương đương bằng 6 ohm. Như vậy, khi áp dụng công thức số 4 thì các em phải làm hai bước. Bước thứ nhất là phải tính được tổng của hai phân số. Và bước thứ hai là các em phải nghịch đảo để ra được kết quả cuối cùng. Nhưng mà nếu ta dùng công thức số 5 thì ta chỉ việc thay số vô, ta bấm máy tính thì ta ra kết quả.
Như vậy để tính R tương đương, nếu chỉ có R1, R2 mắc song song thì ta chọn phương thức số 5 nhanh hơn và không có bị sai. Ngược lại, thí dụ người ta cho biết R1, R tương đương, tìm R2. Thì nếu em dùng công thức số 5 thì lại khó. Tại vì khi ta thay số R tương đương R1 vào công thức số 5 thì việc tính R2 em phải quy đồng mẫu số, em bấm máy tính lâu hơn. Nhưng nếu ta sử dụng công thức số 4 thì ta sẽ tìm 1 phần R2 bằng 1 phần R tương đương trừ 1 phần R1, tức là ta trừ 2 phân số và cuối cùng ta nghịch đảo thì nó vẫn nhanh hơn là dùng công thức số 5. Như vậy nói tóm lại, khi tính R tương đương, nếu chỉ có R1, R2 thì nên chọn công thức số 5. Rồi, trường thứ hai, nếu tính điện trở thành phần, tức là tính R1 hoặc R2, nếu biết R tương đương thì nên chọn công thức số 4. Qua một cái câu vận dụng C4 trong sách giáo khoa. Trong phòng học đang sử dụng một đèn dây tóc và một quạt trần có cùng hiệu điện thế định mức là 220V. Hiệu điện thế của nguồn là 220V. Mỗi đồ dùng đó đều có công tắc và cầu chì bảo vệ riêng. Thì ở đây thầy cũng nhắc thêm lại về cái hiệu điện thế định mức. Thì trong các thiết bị ở nhà em đang sử dụng, bóng đèn, quạt điện, bật nổi vân vân, thì các thiết bị đó đang hoạt động bình thường và hiệu điện thế do hiệu điện thế định mức ghi trên mỗi thiết bị bằng với hiệu điện thế ở mạng điện nhà mình là 220V nên chúng hoạt động bình thường. Hiệu điện thế mạng điện ở nhà mình chính là hiệu điện thế của nguồn điện đúng bằng hiệu điện thế định mức của mỗi thiết bị, cho nên nó hoạt động bình thường. Câu hỏi thứ nhất, đèn và quạt được mắc như thế nào vào nguồn để chúng hoạt động bình thường? Đèn và quạt phải mắc song song vào nguồn. Trước đây chưa học bài này thì có thể là em chưa biết được ở trong nhà mình, ở trong phòng của mình mỗi thiết bị được mắc với nhau như thế nào. Nhưng mà qua cái bài này thì ta nhớ các thiết bị ở nhà mình luôn được mắc song song với nhau. Vì sao? Vì đây là cách mắc đảm bảo các thiết bị hoạt động bình thường. Vì hiệu điện thế của nguồn bằng với hiệu điện thế định mức mà mỗi thiết bị có được. À, vì thế chúng phải được mắc song song. Vẽ sơ đồ mặt điện gồm đèn và quạt điện cho biết ký hiệu của cái quạt điện là chữ M trong cái vòng tròn. Thì câu này dễ rồi, đó là cái sơ đồ mặt điện đèn và quạt được mắc song song. Thì trong sơ đồ này, nếu như bóng đèn nó bị đứt dây tóc thì quạt điện có hoạt động không? Thì ta nhìn kỹ sơ đồ. Nếu bóng đèn bị đứt dây tóc, tức là mặt mặt rẽ của đèn bị hở, thì dòng điện không đi qua nhánh ở trên, cái mặt rẽ ở trên, nhưng mà dòng điện vẫn đi qua mặt điện, tại vì nó vẫn đi theo mặt kính, hay nó cắt đi, hiệu điện thế của nguồn điện vẫn bằng hiệu điện thế định mức của cái quạt điện, cho nên là quạt điện vẫn hoạt động bình thường. Đó thì ta nhớ trong cái bài chủ trong cái phần A và mặt mô típ thầy cũng có cho một ví dụ, và trong ví dụ đó thì đã kết luận là gì, là các thiết bị điện trong đoạn mặt mặt mô típ được mắc với nhau thì chúng luôn hoạt động phụ thuộc vào nhau, nhưng mà ở mặt song song các thiết bị này nó lại hoạt động độc lập với nhau, không phụ thuộc vào nhau.
Câu C5. Cho hai điểm trở R1 bằng R2 bằng 3 mô được mắc theo sơ đồ. Câu A. Tính điểm trở tương đương của đoạn mặt đó. Là hồi nãy thì vừa nhắc. Đoạn mặt gồm R1, R2 mà được mắc song song. Như vậy khi tính ra được tương đương thì ta chọn công thức số 5, tức chia tổng. À. Rồi, câu hỏi thứ hai, nếu mắc thêm R3 vào đoạn mặt trên như sơ đồ ở dưới thì điểm trở tương đương đoạn mặt mới bằng bao nhiêu, và so sánh điểm trở đó với mỗi điểm trở thành phần. Ở câu hỏi thứ nhất, dễ dàng ta tính được R tương đương của R1 R2 bằng công thức tích R1 R2 chia tổng với R1 R2. À, lúc này thì ta đã thay thế R1 R2 bởi R1 R2. Như vậy, câu hỏi thứ hai, khi R3 được bắt thêm thì R tương đương sẽ bằng R1 R2 nhân R3 chia R1 R2 cộng R3. Kết quả là 10 ô. Và ta so sánh điểm trở tương đương đó, tức là 10 ôm với điểm trở thành phần. Cái điểm trở thành phần ở đây là R1, R2, R3. Và rõ ràng ta thấy ngay là điểm trở tương đương nhỏ hơn mỗi điểm trở thành phần. Điều này thì nó ngược lại với đoạn mặt nối tiếp. Thì ta nhớ hồi nãy, đoạn mặt nối tiếp thì R tương đương lớn hơn điểm trở thành phần. Còn mặt song song, điểm trở tương đương nhỏ hơn điểm trở thành phần. Như vậy, công thức mở rộng của công thức số 4 là 1 phần R tương đương bằng 1 phần R1 cộng 1 phần R2 cộng 1 phần R3. À, ta không có quy đồng mẫu số để ta suy ra một công thức khác nha. À, cho nên, nếu đoạn mặt mà có 3 điểm trở mắt song song thì em dùng công thức nghịch đảo. Em cộng thêm với 1 phần R3 rồi em cộng 3 phân số lại ra được kết quả, rồi em nghịch đảo thì các em sẽ tính được R tương đương. Chỉ có duy nhất công thức này để tính R tương đương nếu đoạn mặt có 3 điểm trở mắt song song. Một cái ví dụ về đoạn mặt song song. Cho đoạn mặt gồm R1, R2 mắt song song, biết R1 bằng 3 R2 và hiệu điện thế đoạn mặt không đổi bằng 12V. Câu A. Ta so sánh cường độ dòng điện qua R1, R2. Câu B. Biết R2 bằng 20V, tính điểm trở tương đương. Và câu C, tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điểm trở và qua mặt chính. Thì đây là một cái bài tập điển hình về đoạn mặt song song. Ta tóm tắt. R1 bằng 3, R2, U bằng 12V, so sánh I1, I2. Câu B, cho R2, tính R tương đương. Và câu C, tính y qua mỗi điểm trở và qua mặt chính, tức là phải tính I1, I2 và y. Thì ở câu A, muốn so sánh được I1 và I2 thì ta lại nhớ cái công thức mà ta đã chứng minh. Cường độ dòng điện qua mặt rẽ tỷ lệ nghịch với điểm trở mặt rẽ đó. Tức là ta áp dụng công thức I1 trên I2 bằng R2 trên R1. Như vậy ta suy ra, ta thay R1 bằng 3 R2 ở thế phải thì ta được là I1 trên I2 bằng R2 trên 3 R2, và ta rút gọn là R2. Như vậy cái tỷ số I1 trên I2 bằng 1 phần 3. Từ đó ta suy ra I2 bằng 3 I1. Như vậy cường độ dòng điện qua R2 lớn gấp 3 lần cường độ dòng điện qua R1. Câu B, tính R tương đương. À, như vậy người ta đã cho biết R2, mà muốn tìm R tương đương ta chỉ cần tìm thêm R1, và các em dựa vào đề bài người ta cho R1 bằng 3 R2, như vậy ta tính được giá trị R1. Ta thay R2, như vậy ta tính được R1 bằng 60 ohm. Từ đó em tính được điểm trở tương đương của đoạn mặt bằng công thức gì? Thầy đã nhắc, nếu chỉ có hai điểm trở R1 R2 thì ta dùng công thức số 5, tức là tích chia tổng, tích R1 R2 chia tổng R1 R2. Em thay số, kết quả là 15 ohm.
cua xe tính cường độ dòng điện qua mỗi điểm trở và qua mạch chính. Thầy ghi lại phần tóm tắt và những cái nội dung mà ta đã tìm được ở câu A, câu B. À, tính I1, I2 và tính I. Như vậy ta đã có U bằng 12V. Như vậy ta sẽ tính được cường độ dòng điện qua R1, R2 và qua mạch chính. Ở đây thì ta tính cường độ dòng điện qua mỗi mạch rẽ và qua mạch chính thì ta có thể ghi chung cái đề giải. I1 bằng U chia R1. Mặt song song thì U nó bằng nhau, nên ta ghi là U thôi. R1 là 60. Vậy I1 bằng 0,23. I2 thì không cần phải dùng từ luật ôm mà ta vừa chứng minh ở câu A. I2 bằng 3I1. Như vậy I2 bằng 0,653. Từ rồi dòng điện qua mạch chính thì bằng tổng I1, I2. Kết quả bằng 0,8A. Như vậy là qua cái ví dụ này thì giúp cho em hiểu được cách áp dụng từ luật ôm, cách áp dụng các công thức của mạch nối tiếp, mạch song song để em tính được. Thì ta luyện tập lại hai cái ví dụ của hai đoạn mạch nối tiếp và song song. Phần dần dò của chủ đề này thì về nhà em có đã có sách giáo khoa rồi thì em học thuộc các ghi nhớ của hai bài, bài 4, bài 5. Đọc có thể em chưa biết và các em sẽ làm thêm bài tập. À, thầy sẽ gửi cho từng lớp. Tiết học hôm nay là kết thúc. Người ta đã học xong một cái chủ đề và cái chủ đề này rất quan trọng. Và sau chủ đề này ta sẽ có tiết luyện tập rồi sau đó là bài kiểm tra thường xuyên. Thì để chuẩn bị cho tiết luyện tập thì các em phải thuộc công thức và các em phải làm được một số bài tập cơ bản mà thầy sẽ cho các em. Về công thức thì các em phải phân biệt rõ từng đoạn mạch nối tiếp song song có những công thức đặc trưng riêng cho mỗi đoạn mạch, không được nhầm lẫn công thức của đoạn mạch này với công thức đoạn mạch kia. Này, để kết thúc, thầy chào các em.